Thưa bác sĩ, những lưu ý chăm sóc răng miệng cho phụ nữ mang thai là gì ạ? Chào các bạn, những nghiên cứu khoa học cho thấy rằng là phụ nữ khi mang thai thì rất dễ mắc các vấn đề về răng miệng. Điều này rất không tốt cho sức khỏe của mẹ cũng như là em bé. Chính vì vậy, các mẹ bầu cần phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng. Cụ thể là cần vệ sinh răng miệng đều đặn, cần phải làm sạch răng ngay sau khi ăn. Trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của phụ nữ có thai thì gồm rất nhiều các bữa ăn. Chính vì vậy, lượng axit cũng như là thức ăn thừa bám liên tục vào răng. Điều này dẫn đến là cái nhu cầu cần vệ sinh răng miệng cần phải thường xuyên hơn. Chế độ dinh dưỡng phù hợp, điều này thì không chỉ tốt cho sức khỏe răng miệng của mẹ mà còn tốt cho cả em bé ở trong bụng. Nếu như trong giai đoạn này mà mình không cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng thì sẽ có bị ảnh hưởng rất là lớn. Tương lai thì các bé thì có răng rất là yếu và rất dễ bị sâu răng. Mình cần phải thăm khám sức khỏe răng miệng định kỳ thường xuyên. Đây là một cái thói quen mà cần phải duy trì tất cả mọi người.